thưa và chương trình Phụ Nữ Ngày Nay phần 3 sẽ được trở lại với quý vị, và quý vị đang theo dõi phần câu chuyện của Phụ Nữ Ngày Nay với đề tài dựng thơ nghị sản rất là quen thuộc, gần gũi và cũng rất là quan trọng, đó là để chúng ta chiêm ngẫm và suy gẫm về con người của mình. Ngay chính bản thân chúng tôi làm việc này thì chúng tôi cũng mượn cơ hội này để cũng tác động lên là cái sự suy nghĩ về bản thân của mình, về vấn đề mình có yêu bản thân mình không, mình có nên yêu bản thân mình thái quá đến nỗi mình có suy ra mình có những cái biểu hiện là mình là người ái kỷ, là người yêu bản thân mình thái quá đến tác động với đời sống hàng ngày, công việc với lại gia đình, tình cảm. Thì bây giờ nói đến sự tác động đó bác sĩ Hương, thơ thấy đọc nhiều câu chuyện là có những hôn nhân đó lấy vợ hay lấy chồng bị ái kỷ rất là khổ, tại vì họ bị dằn vặt và họ bị gọi là manipulate đó. Là mình nói tiếng Việt gì tự nhiên chị quên rồi, là mình điều khiển họ theo cái ý của mình và dằn vặt người phối ngẫu của mình. Thì bác sĩ nghĩ những cái tác động tiêu cực của những người ái kỷ đến gia đình, bản thân và công việc làm, xã hội xung quanh như thế nào ạ? Dạ đúng rồi, nó có cái sự ảnh hưởng rất là lớn đối với những người xung quanh, người phối ngẫu, người vợ hay người chồng của mình, hoặc là những người con cái trong gia đình. Có một người trong gia đình mà có cái triệu chứng ái kỷ hoặc là cái narcissistic personality disorder đó, là nó khi đó nó xảy ra thì nó tạo một cái khoảng cách rất là lớn, distance giữa cái người bệnh, những cái người có cái personality disorder hoặc là những cái người có triệu chứng đó với là những cái người thân trong gia đình. Họ tự nhiên không có hợp với nhau nữa, họ có những cái sự cãi vã với nhau rất là dễ dàng. Đặc biệt là cái người mà ái kỷ đó, là cái người đó họ tự nhiên họ dễ bị giận lắm. Những cái trong cái phần 1 với phần 2 mình đã nói rồi, là những cái việc gì đó, những cái lời phê bình hay là những cái lời khen ngợi cũng vậy, thì cái người ái kỷ họ không có tiếp thu được, hoặc là họ tiếp thu một cái cách nó ngược đi với là cái lời nói đó. Cho nên bác sĩ dành một ví dụ cho nó dễ hiểu. Dạ vâng, ví dụ như là cái người chồng họ tôi ví dụ là người chồng là có cái những cái triệu chứng ái kỷ đi, thì cái người vợ họ có thể họ nói là hôm nay là anh tại sao thức dậy sớm vậy, thì cái đó là một câu hỏi rất là bình thường đối với những cái người khác hay là người chúng ta, thì mình chỉ hỏi đơn giản là vậy thôi, mình lo lắng cho cái người đó, mình lo lắng cho người chồng hay là người vợ thì mình hỏi như vậy. Nhưng mà người chồng lại hỏi cái suy nghĩ của người chồng họ, cái người đàn ông thì cái người ái kỷ thì ông sẽ nói là tại sao mà bà lại hỏi tôi như vậy. Có lẽ là bà nói là tối hôm qua tôi làm những cái việc gì đó, thức khuya hay là đi đâu đó, rồi hôm nay là thức dậy trễ hay là thức dậy sớm, là họ bắt bẻ lại. Dạ đúng rồi, họ không có suy nghĩ là cái người vợ của mình hỏi là vì cái người đó họ quan tâm đối với là chính mình chứ, họ quan tâm đối với chính mình, thì họ hỏi là ok tại sao lại hôm nay anh thức dậy sớm như vậy. Dạ thì chỉ là vậy thôi, nhưng mà cái sự suy nghĩ, cái sự tiếp thu của người ái kỷ nó tự nhiên nó ngược lại đi, cái sự suy nghĩ của họ nó hơi khác. Yeah. Và mỗi cái trường hợp ái kỷ nó khác, mỗi người bị nó có những cái triệu chứng khác nhau. Dạ đúng rồi. Hương Thơ có một người bạn bị ái kỷ, Hương Thơ nghĩ chắc cô bị ái kỷ tại cô lúc nào cũng thổi phồng những gì mà không có. Trời, cô nói những điều mà không thể tưởng tượng được, nhưng mà mình thương bạn mình phải lắng nghe thôi, mình không dám nói. Như cậu nói là cậu được book đi show thật nhiều mà trong khi đó mình biết không có. Cậu có nói thổi phồng những điều mà cậu tưởng tượng, nhưng mà cái điều đó làm cho cô hạnh phúc thì mình cũng đáng nghe vậy thôi. Lúc nào họ cũng là trung tâm điểm sự chú ý. Rồi việc làm cũng vậy, lúc nào cũng nghĩ là trên hết, coi người khác không bằng mình, rồi ganh tị nữa. Dạ, nếu người khác phải không? Em cũng có kinh một lần nói đùa, cái này là nói chuyện về mấy chục năm xưa chứ mình còn nhỏ, mình chưa có hiểu về vấn đề ái kỷ như thế nào mà. Chứ mình nhớ có một người thân, thì hồi xưa Việt Nam mình đi chơi mình đạp xe đạp, mình chở nhau, đứa đi trước đứa đi sau, mình đứng ngồi trước sau, mình đi xe đạp, mình đi với cô về tới nhà luôn. Thì vừa mới tới nhà cổ vô cái có mẹ cổ, trời ơi hồi nãy con đi mà mình không xưng tên nhớ đó, con đi trời ơi có bao nhiêu người, mấy thằng cha nó theo con hít sáo này. Mình nói ủa đâu ra vậy, mình đã khổ ngồi xuống lưng mình cũng không thấy nữa. Nên em hiểu cái câu chuyện đó. Thì hồi nhỏ mình cũng thật lòng mình nói ủa Mình nhớ mình đạp bồ, mình chở bồ, mình đâu thấy ai đi theo đâu. Trời này trời nắng nó vắng mà đâu có ai đâu. Thế là cổ nổi giận nó lên, trời ơi cái bà này bà khùng quá, bà đi vậy mà bà không biết gì hết, người mà không có mắt nhìn không có nghe gì, biết đạp sẽ đạp mà không biết nhìn xung quanh, tự nhiên là mắng mình là thì đó thì nghĩ đó là một trong những cái triệu chứng của người ái kỷ, thì không chấp nhận được sự thật. Yeah. Vậy mình quen với người ái kỷ thì mình phải sao bác sĩ? Dạ cũng mình cũng cái việc trước tiên là mình cũng đừng có trách cái những cái người đó. Họ có những cái triệu chứng đó thì có những cái hoàn cảnh mà tạo ra những cái triệu chứng đó cho cái người đó. Rồi trước tiên mình phải có cái sự tha thứ, mình hiểu được là cái người bị ái kỷ là họ có những cái triệu chứng đó, nó xảy ra cũng khá lâu rồi chứ không phải là mới xảy ra hôm qua hay là tuần trước hay tháng trước, nó cũng đã xảy ra cũng nhiều năm rồi. Có lẽ là nó bắt đầu từ khi cái người đó còn nhỏ, khi lớn lên những cái lứa tuổi như là trong cái trường elementary là trường tiểu học hoặc là trung rồi sau này qua trung học, nó bắt đầu cũng khá lâu rồi, cho nên mình phải hiểu được cái đó là vấn đề trước tiên. Cái vấn đề thứ hai thì mình cố gắng có một cái sự mình phải step back để mình suy nghĩ là họ cũng cố gắng nhưng mà họ không có manage được, họ không có làm và kiểm soát được những cái suy nghĩ, những cái hành động của họ. Có lúc họ nói dối, họ phóng đài những cái việc của cái sự quan trọng của chính họ, nhưng mà họ không kiểm soát được những cái điều đó. Cho nên cái việc của mình á, là người đối phương thì mình phải cố gắng đừng có take it personally. Nha. Những cái người đó họ không có cố ý đả kích mình, nhưng mà chỉ là cái tính tình của người đó là như vậy, cho nên mình phải bỏ qua, cố gắng bỏ qua trước, rồi khi đó mình phải supportive, mình lắng nghe, ngồi xuống lắng nghe những cái người đó, người đó là người thân của mình hoặc là người bạn tốt của mình, thì mình cố gắng support, mình cố gắng ngồi xuống lắng nghe những cái người đó, rồi khi đó mình mới tha thứ được cho cái hoàn cảnh của họ. Nếu mà nói về clinically mình có thể treat được cái bệnh đó không hả bác sĩ? Dạ vâng, dạ được. Có thuốc không bác sĩ? Thuốc thì nó có giúp được một số cái triệu chứng, nhưng mà cái vấn đề ở đây là họ có thể nói chuyện với một người cán sự y tế là người social worker đó, hoặc là một người psychologist, một người chuyên về tâm lý, bác sĩ tâm lý đó, hay là bác sĩ tâm thần cũng được. Thì nói chuyện rồi qua quá trình điều trị đó, gặp những cái therapy session đó, thì họ cố gắng, cái người bác sĩ tâm lý hoặc là người bác sĩ tâm thần họ sẽ cố gắng chú ý vào những cái điểm mà cái người bệnh ái kỷ đó họ không có manage được, họ không có kiểm soát được, thì bắt đầu những cái điểm đó thì họ focus, chú ý vô những cái điểm đó, rồi bắt đầu cái sự điều trị về psychotherapy cộng với là thuốc men, cả hai thứ đều nó có cái sự hữu hiệu. Bản thân Hương Thơ thì có, Hương Thơ không biết họ bị ái kỷ không, nhưng mà sau khi nói chuyện chương trình này Hương Thơ thấy chắc bạn Hương Thơ bị, nên những người mà Thơ quen 3-4 người đó là bị ái kỷ, thì cái bản thân Hương Thơ thấy thương lắm. Tại họ rất là tốt, họ có những cái positive và những cái điểm tích cực của họ, nên Hương Thơ cứ focus tập trung vào đó và lắng nghe, cứ ngồi, họ muốn thích nói thì cứ nghe đi, họ nói điều trên trời dưới đất mình cũng nghe, mình không, đừng có quá nịnh nọt mà họ, mình cứ lắng nghe và vậy hả, nên cũng không disagree với họ, cũng không có disagree. Và có một người bạn không biết tôi unblock cổ bao nhiêu lần cũng block phone chứ cũng block, không có liên lạc đó, tại vì làm phiền quá, đời sống mình đó phiền quá rồi, mà gặp cái người mình cứ hồi hộp không biết phải chiều họ, rồi lúc nào cũng on the guard. Có một điểm với cái người mà ái kỷ là khi mà họ giống như họ là một người cô đơn, rất là cô đơn. Nhưng mà họ không cho họ là cô đơn, nhưng mà khi họ tìm được một người mà thông hiểu họ, thông cảm với họ, họ sẽ nắm lấy người đó, có phải vậy không? Đúng rồi. Hương Thơ bị đóng họ sẽ giống như là một người mà bị họ depend on mình, nhưng mà deep inside họ không nghĩ là họ depend mình, vậy họ sẽ cứ bám lấy mình. Thì nếu mà tuy cái tình trạng, nếu mình thương đủ, mình phải chấp nhận đủ thì mình giữ cái mối quan hệ, còn không thì mình vẫn giữ cái mối quan hệ nhưng mà mình phải distance, tại vì sooner later mình sẽ bị rất là rối trong cái mình phải có nội công thâm hậu. Đúng rồi. Cỡ như bác sĩ thì phải qua những training rồi phải có như vậy mới được, chứ như mình là mình sẽ bị gục. mình chịu không nổi. Không được là phải gọi bác sĩ Hưng. Và những người này đó, tao có những người bạn như vậy, họ không thể quen, không có bạn bè nhiều ha. Tại quen ai cũng phiền quá, họ phải lánh đi. Rồi thứ hai, làm việc ở đâu cũng vài tháng là nghỉ. Không có get along, không có hòa đồng với mọi người khác, lúc nào cũng gây gọi là gây máu lửa đó. Lúc nào cũng phiền, lúc nào cũng gây lộn, lúc nào cũng tìm chuyện để mỗi người xung quanh để xung có conflict với người khác, có xung đột với người khác. Bây giờ thì mình khuyên họ là mình nên trước nhất họ phải nhận diện và thừa nhận là họ bị ái kỷ, không ạ? Mà làm sao có chấp nhận dễ không? Họ có thể chấp nhận bản thân họ dễ không? Được, mình mới biết mình bệnh mình mới đi chữa, phải không ạ? Dạ đúng rồi. Cái việc mà họ chấp nhận cái người bệnh á, thông thường thì người bệnh thì họ khó chấp nhận lắm. Không có nhận họ ra. Rất là nhà họ cứ cái suy nghĩ của họ là cái việc gì họ cũng đúng, họ không có những cái triệu chứng này, họ không có bị bệnh này. Cho nên khi mà mình nói chuyện với họ, họ rất là khó khăn về cái việc là họ tiếp thu với lại chấp nhận là họ có những cái triệu chứng về bệnh ái kỷ. Cho nên cái việc này mình phải cần cái sự patience, rất là kiên nhẫn. Dạ. Chắc khuyên họ đi thiền á, học chánh niệm giống mình đọc Phật đó ha. Dạ, đúng. Mindfulness thì có thể là họ có thể giúp được. Dạ đúng rồi. Dạ. Các đi thiền tập yoga hay là đi meditation. Và gia tỷ mình lấy vợ lấy chồng, có nhiều người hỏi, thôi đọc có nhiều cái comment mà trong những cái câu chuyện những người mà làm gia đình với những người ái kỷ, họ rất là khổ, mà bỏ thì thương vương thì tội đó, họ cũng bị, nhưng mà sau cùng họ cũng phải chia tay. Những người bị ái kỷ, tình cảm gia đình vợ chồng cũng khó mà bền vững, không bác sĩ hả? Dạ rất là khó bền vững. Bác sĩ có bao giờ có bệnh nhân mà ái kỷ đấy bác sĩ không? Dạ cũng có, dạ có chứ. Dạ, thì họ nói chuyện sao bác sĩ? Họ nói chuyện rất là ngắn ngủi, có những việc mà họ nói thì họ rất là vắn tắt, họ nói, nhưng mà mình phải cần cái sự kiên nhẫn trong đó khi mình nói chuyện với những người có những cái triệu chứng ái kỷ. Dạ, cho nên mình cố gắng lắng nghe, lúc nào cũng vậy. Mọi người đều trong gia đình cố gắng lắng nghe, cố gắng tiếp thu những cái gì họ nói. Mình có những cái sự một chút cố gắng, một chút nghị lực để mà làm gì để mà mình đừng có bị mệt mỏi khi mình nghe những cái điều mà họ nói, những cái điều mà họ oán trách hay là những cái điều mà họ than phiền. Vì những cái người mà ái kỷ thì họ có những cái điều mà họ muốn nói, đặc biệt là khi mà họ chiếm được một cái người đối phương mà biết lắng nghe. Dạ đúng rồi. Mà họ nếu đây đi lại có nhiều đó bác sĩ à? Dạ. Có nhiều người trời ơi, có người bạn Hương Thơ tới là ai cũng lãng ra hết, mình Hương Thơ còn lại. Thế mình đi có thể nói thêm một điều gì về bệnh ái kỷ? Đối với Tiffany, để chia sẻ thêm với tiếp lời của bác sĩ Hưng là đối với một người ái kỷ thì nếu mà mình biết họ có bệnh thì mình đối xử với họ, nếu không phải bởi tình yêu thương mình không làm được, nhưng mà có những lúc mình cũng cho họ cái space, khoảng cách, tại vì giống như mình không phải là người chuyên nghiệp. Còn nếu mà người thân của mình có bệnh đó thì giống như bác sĩ nói, mình nên kiên nhẫn, mình phải biết tha thứ cho họ. Và cái quan trọng nữa, Tiffany thấy có đôi khi á, cái bản năng tự nhiên của mình hay sửa người ta lắm. Mà người không thích sữa mặc dù là mình nghĩ đó là mình góp ý kiến, mình giúp họ tốt hơn, nhưng mà như chị nói, điều quan trọng nhất chỉ lắng nghe và lắng nghe. Xin mời bác sĩ có lời kết trước khi chúng ta chia tay. Dạ đúng rồi. Cái người bị ái kỷ theo tôi thấy trong những cái người bệnh nhân tôi có thì những người này họ cần cái sự lắng nghe của người đối phương, đặc biệt đó nếu đó là người thân trong gia đình hoặc là người bạn bè, người bạn tốt của mình thì mình cố gắng lắng nghe trước. Khi họ có nhiều lúc họ không có cần cái sự cái input, những cái điều mình nói, mình chỉ khuyên giải. Dạ đúng rồi. Họ không có cần mình đưa ra một cái kết quả hay một solution để mà giải quyết một cái vấn đề nào đó. Họ không quan tâm đến cái việc đó, họ chỉ cần có một người nào đó ngồi xuống rồi nói chuyện với họ rồi lắng nghe họ thôi, chỉ vậy thôi. Thì thành mình nếu mà mình có một người thân trong gia đình bị ái kỷ thì mình cố gắng như vậy, phải kiên nhẫn với là phải cố gắng lắng nghe và cố gắng tha thứ cho người đó. Và nếu khuyên được đi gặp bác sĩ Hưng thì tốt hơn. Một lần nữa xin cảm ơn Tiffany cũng như là bác sĩ Lê Hưng. Qua đề tài này, Hương Thơ hiểu và phân biệt rõ thêm về sự yêu bản thân, là khi chúng ta yêu cả những mặt tốt và chấp nhận những mặt chưa tốt, cần khắc phục và cố gắng hơn. Điều đó có giúp chúng ta dễ dàng thấu hiểu, thông cảm và bao dung với bản thân và với người khác. Trong khi đó, những người mà yêu bản thân thái quá đưa đến hội chứng ái kỷ là những chỉ thấy mặt tốt mà thôi, đôi khi phóng đại mặt tốt đó lên và hoàn toàn chối bỏ những mặt chưa tốt trong mình. Và như chúng tôi đã bàn luận là như thế, là một người ái kỷ họ không yêu con người thật của họ mà chỉ yêu hình ảnh tự mình vẽ nên, họ ít quan tâm cảm xúc và nhu cầu của người khác, và họ gọi là tự ti, mặc cảm và nhiều cô đơn nữa, cũng tội nghiệp lắm và có yếu đuối nữa. Thì chúc quý vị, nhất là quý vị phụ nữ, giữa bề bộn công việc và trách nhiệm từ gia đình ra đến xã hội, đừng quên việc yêu thương, quan tâm, trân trọng bản thân của chúng ta. Nếu không yêu chính mình thì cũng rất khó thực sự yêu thương người khác, bởi chúng ta không thể cho đi những điều mà chúng ta không có, phải không ạ? Chương trình Phụ Nữ Ngày Nay xin kính chúc quý vị luôn luôn biết yêu thương bản thân một cách tích cực để lan tỏa những năng lượng đó đến những người xung quanh và tìm được sự bình an và quân bình trong đời sống. Và nếu quý vị nhận thấy mình có những cái biểu hiện ái kỷ thì xin chấp nhận và đi tìm sự giúp đỡ chuyên môn từ các bác sĩ tâm lý, tâm thần như bác sĩ khoa Lê Quang Hưng ở đây. Xin cảm ơn, và chương trình Phụ Nữ Ngày Nay xin hẹn quý vị vào lần sau.